bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Các bạn đang đến với bản tin 17 giờ của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2016, có những nội dung chính như sau. Đóng cửa một chiều lưu thông trên The Brand sau tai nạn thảm khốc. Chi cục trưởng chi cục thi hành án bị khởi tố. Nhận giữ trẻ rồi bắt cóc đòi tiền chuộc. Triệt phá đường dây gửi tin nhắn trúng thưởng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Gia đình nữ sinh bị cưa chân, xin không đình chỉ bác sĩ. 1.500 phụ nữ khỏa thân phản đối Donald Trump. Gọi điện thoại ra nước ngoài ở Triều Tiên có thể bị xử bắn. Và sau đây là nội dung chi tiết. Sau tai nạn thảm khốc xảy ra tại The Brand làm 7 người thiệt mạng hôm 19 tháng 6, từ hôm nay, The Brand sẽ cho lưu thông xe một chiều từ thành phố Đà Lạt đi Đức Trọng. Còn các phương tiện lên thành phố Đà Lạt sẽ đi theo quốc lộ 28B, đèo Mimosa. Tối 19 tháng 6, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn. Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do ô tô biển số 60B02968 bị mất thắng khi xuống gần hết đèo nên đã tông vào anh Phan Trọng Tâm, công nhân làm đường, rồi tiếp tục tông vào mạn trái ô tô biển số 86B00725, sau đó rơi tự do và lật nghiêng vào vách núi ven đường. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo công tác cứu nạn, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng đã kịp thời có mặt tại hiện trường và huy động 6 xe cứu thương cùng nhiều phương tiện để tham gia cứu hộ, cứu nạn, kịp thời phân luồn phương tiện giao thông để không xảy ra ách tắc. Cũng trong sáng nay, nguồn tin từ Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Đồng Nai xác nhận với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Anh Dũng, nguyên chấp hành viên, chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai và ông Đào Huy Cường, nguyên kế toán trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Thống Nhất để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định này đã được Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao phê chuẩn và tống đạt đến các bị can tại hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016 do Bộ Tư pháp vừa tổ chức mới. Ông Đặng Ngọc Dư, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm soát thi hành án dân sự vụ 11 Kiểm soát Nhân dân tối cao đã thông tin về một vụ tiêu cực trong thi hành án tỉnh Đồng Nai. Trước đó, Chi cục thi hành án tỉnh Đồng Nai đã lập tổ chức công tác kiểm tra toàn bộ hoạt động thu chi tài chính tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thống Nhất. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định Chi cục thi hành án dân sự huyện Thống Nhất đã không tuân thủ các quy định về thu chi tài chính, quản lý thiếu chặt chẽ nên làm thất thoát tiền của nhà nước hàng trăm triệu đồng. Sau khi phát hiện sai lầm, cơ quan điều tra Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã vào cuộc phát hiện ra sai phạm tài chính ở các chi cục kéo dài trong nhiều năm nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Theo nguồn tin riêng của Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số tiền có dấu hiệu bị tham ô tại chi cục thi hành án huyện Thống Nhất có thể lên đến 900 triệu đồng, còn số tiền có dấu hiệu bị tham ô ở chi cục thi hành án dân sự huyện Long Thành là hơn 3 tỷ đồng. Hôm qua, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho hay đang tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Thu, 58 tuổi, ngụ quận Bình Tân để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Thông tin từ công an cho biết, ngày 12 tháng 6, bà Mai, 50 tuổi, ngụ quận Bình Tân có gửi cháu ngoại N, 13 tuổi cho bà Nguyễn Thị Thu trông coi giùm. Tuy nhiên, bà Thu đã mang cháu đi đâu không rõ. Khi bà Mai gọi điện thoại cho bà Thu thì người này yêu cầu phải đưa 40 triệu đồng mới đưa cháu về. Đến chiều 15 tháng 6, bà Thu bị công an bắt quả tang tại giao lộ đường 297 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, khi đang nhận tiền chuộc từ bà Mai. Sau khi tạm giữ bà Thu, công an đã giải cứu cháu N tại một khách sạn thuộc quận 9. Được biết, giữa bà Mai và bà Thu có quan hệ họ hàng. Viện Kiểm soát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Văn Pháp, 26 tuổi, quê tại Quảng Nam, và Nguyễn Thị Phương, 20 tuổi, vợ của Pháp, cùng 4 nghi can khác về tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Ban này đã sử dụng thủ đoạn gửi tin nhắn với nội dung giả thông báo trúng thưởng đến các thuê bao, tài khoản sử dụng các ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại di động để lừa đảo. Những thông báo này có dạng nội dung: bạn đã may mắn trúng được giải nhất quý 1 qua sự kiện Tri Ân Messenger. Giải nhất của bạn gồm một điện thoại Liberty 3 V125cc và nhiều quà tặng có giá trị 100 triệu đồng. Để nhận được giải thưởng, các bị hại được yêu cầu nạp thẻ cào để lập hồ sơ nhận giải vào các website do những kẻ lừa đảo lập ra.
nộp tiền vào tài khoản chỉ định để hoàn tất thủ tục nhận giải như đóng thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, lệ phí vận chuyển giải thưởng, phí tổ chức trao thưởng. Sau khi các nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, băng này đã nhanh chóng rút tiền, chia nhau và tiêu xài. Lê Văn Pháp, Nguyễn Thị Phương và đồng bọn chiếm đoạt của hàng trăm bị hại với số tiền gần 2 tỷ đồng. Liên quan đến vụ nữ sinh bị cưa chân, hôm qua 19 tháng 6, ông Lê Văn Long, 43 tuổi, cha của Lê Thị Hà Vi, nữ sinh bị cưa chân do tắc trách của bệnh viện, xác nhận gia đình ông đã đề nghị không đình chỉ công tác của bác sĩ gây ra tai nạn cho Hà Vi. Ông Long cho biết, gia đình không muốn chuyện đã qua rồi mà các bác sĩ bị xử lý quá nặng. Vì vậy, đã rút đơn tố cáo gửi cho công an huyện Cư Cu Yên trước đó về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với kiếp trực gây tai nạn cho Hà Vi. Hơn 3 tháng sau biến cố, cuộc sống gia đình Hà Vi đang dần trở lại bình thường. Hiện Hà Vi vừa trải qua kỳ thi cuối năm học lớp 10 và đang nghỉ hè tại nhà. Sức khỏe của Hà Vi đã đi dần vào ổn định. Một kế hoạch phản đối ông Donald Trump với sự tham gia của 1.500 phụ nữ khỏa thân dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới. Ngay trước thềm diễn ra đại hội đảng Cộng hòa được tổ chức tại Cleveland bang Ohio, Mỹ, những người tham gia sẽ khỏa thân, tay cầm gương lớn, đứng đối diện với nơi diễn ra đại hội đảng này để bày tỏ phản đối ông Donald Trump. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Benzer Stonis, nổi tiếng với các dự án chụp ảnh khỏa thân tập thể, là người tổ chức cuộc phản đối này, cho biết ban đầu ông chỉ kêu gọi 100 tình nguyện viên tham gia, tuy nhiên có đến 1.500 phụ nữ đăng ký khiến ông bất ngờ. Ông Donald Trump đang tham gia cuộc đua vào ghế tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông khiến phụ nữ nổi giận khi cho rằng những phụ nữ phá thai cần bị trừng phạt. Theo Yonhap News, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh các lực lượng công an truy lùng và trừng phạt những người rò rỉ thông tin nội bộ quốc gia cho Hàn Quốc. Theo sắc lệnh gửi đến các cơ quan an ninh và người dân, ông Kim cảnh báo những ai tiết lộ thông tin cho Hàn Quốc đều bị xem là gián điệp và sẽ phải chịu các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm cả xử bắn. Sắc lệnh cũng kêu gọi những người gọi điện thoại tiết lộ thông tin sang Hàn Quốc và Trung Quốc cần nhanh chóng đầu thú. Đồng thời, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng hứa sẽ có phần thưởng cho những ai liên hệ cơ quan chức năng, tố cáo hành động rò rỉ thông tin tình báo. Sau khi sắc lệnh này được ban bố, các cơ quan an ninh Triều Tiên đã nhanh chóng siết chặt hoạt động giám sát dọc biên giới Trung Quốc. Trong quá khứ, những người bị phát hiện gọi điện thoại ra nước ngoài vẫn có khả năng được thả tự do và chịu một số hình phạt nhẹ. Đến đây thì bản tin 17 giờ cũng đã kết thúc. Phú Tuấn và Khánh Trang mến chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin ngày mai. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.